Trước loạt tin đồn về việc bị nghi đụng chạm dao kéo trong suốt 13 năm làm nghề, Jun Wu đã có màn phản pháo cực kỳ gay gắt. Một số cư dân mạng bày tỏ sự ủng hộ trước hành động đáp trả của nữ diễn viên. Mới đây, trên trang cá nhân, Jun Wu bất ngờ gây chú ý khi đăng tải dòng trạng thái gây xôn xao mạng xã hội. Cụ thể, nữ diễn viên bày tỏ sự bức xúc khi liên tục bị đồn đoán rằng bản thân phẫu thuật thẩm mỹ trong suốt 13 năm qua. Theo đó, Jun Wu thẳng thắn chia sẻ những bình luận tiêu cực mà cô nhận được: 40kg, trông như bộ xương di động, như cò hương, không có sức sống. 47kg, sửa mặt à, sao dạo này khác thế, thích nét đẹp hồi xưa hơn. Theo đuổi cố định một phong cách, má này một màu, trăm lần như một, không có sự đổi mới, nhạt, mỗi lần xuất hiện là một phong cách khác nhau, trông khác thế, phải bà không, mới thẩm mỹ à, hồi xưa trông có nét riêng hơn, giờ mỗi lần xuất hiện chả nhận ra, không nói không biết ai. Chưa dừng lại đó, ngay dưới phần bình luận, cô nàng tỏ thái độ mệt mỏi trước loạt tin đồn. Thà nói là make up khác quá, không nhận ra đi thì còn chấp nhận được, tiền đâu, thời gian đâu mà sửa mặt hoài vậy được. Jun Wu cho biết, bản thân cô không phải lúc nào cũng đủ tiền hoặc đủ thời gian để đụng đến dao kéo. Đó cũng là lời khẳng định của nữ diễn viên trước những nghi vấn trùng tu nhan sắc suốt những năm Jun Wu làm nghề. Đồng cảm với Jun Wu, đàn em thân thiết Cù Thị Trà cũng nhanh chóng để lại bình luận bên dưới bài đăng: em phải công nhận chị nói chuẩn. Không lâu sau đó, Jun Wu cũng vui vẻ đáp lại: kinh nghiệm từ 16 đến 29 tuổi, suốt 13 năm, năm nào cũng có người bảo đi sửa mặt. Ngay khi biết Cù Thị Trà cũng vướng tin đồn tương tự mình, người đẹp sinh năm 1995 nói thêm: chị cũng bị bảo là đi cắt mí, do hồi bé còn bụ bẫm nên mí lót, giờ nó hụt mỡ nên rõ mí hơn, có khi còn bị ba mí. Thời gian qua, sắc vóc của Jun Wu được cư dân mạng đánh giá là ngày càng thăng hạng, đặc biệt người đẹp ngày càng chăm diện những bộ cánh xuyên thấu, kiệm vải nhưng vô cùng tôn dáng. Chia sẻ về phong cách hiện tại của bản thân, Jun Wu từng tâm sự: một cô gái toát ra được sự tự tin, thoải mái trong trang phục mình mặc, một cô gái quyến rũ, có thể chủ động biến hóa để hòa hợp với không gian mình đặt chân đến nhưng không đánh mất hào quang giữa đám đông, đó chính là hình ảnh mà Jun đang theo đuổi. Jun Wu, tên đầy đủ là Vũ Phương Anh, sinh năm 1995 tại Hà Nội. Năm 15 tuổi, cô theo gia đình sang Thái Lan định cư. Ở tuổi thiếu niên, Jun Wu đã rất nổi tiếng khi là người mẫu cho nhiều thương hiệu thời trang Thái Lan và thế giới. Cô theo học ngành quản trị kinh doanh tại Đại học Assumption, nhưng vẫn thường xuyên tham gia các hoạt động nghệ thuật tại Việt Nam và quốc tế. Năm 2015, Jun Wu tạo tiếng vang lớn khi xuất hiện trong video ca nhạc Thành Công Sau Tất Cả của ca sĩ Eric. Từ đó giúp cô tự tin lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh với việc tham gia hai bộ phim Việt Nam được đánh giá cao là 12 Chòm Sao, Vẽ Đường Cho Yêu Chạy 2015 và Cho Em Gần Anh Thêm Chút Nữa 2016. Jun Wu sau đó còn tham gia bộ phim nhân dịp Tết Nguyên đán 2017 Xuân Cười Món Quà Đầu Năm của kênh truyền hình HTV2. Cũng trong năm đó, Jun Wu được trao giải Nữ Diễn viên Điện ảnh Xuất sắc nhất của giải Ngôi Sao Xanh, rồi bất ngờ giành giải Nữ Diễn viên Chính Xuất sắc nhất cho hạng mục Phim Điện ảnh tại lễ trao giải Cánh Diều Vàng vào tháng 4 năm 2017 cùng cho vai diễn Mi trong bộ phim 12 Chòm Sao, Vẽ Đường Cho Yêu Chạy. Tháng 3 năm 2018, Jun Wu tham gia bộ phim Tháng Năm Rực Rỡ của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, làm lại từ bộ phim Đình Đám của điện ảnh Hàn Quốc và gây ấn tượng mạnh với vai diễn Tuyết Anh của mình. Cùng năm, cô cũng thủ vai Liên trong bộ phim Người Bất Tử của đạo diễn Victor Vũ và gây được những thành công nhất định. Năm 2019, nhân dịp sinh nhật 24 tuổi, Jun Wu cho ra mắt cuốn sách ảnh đầu tay có tên Cảm Ơn Ngày Thanh Xuân Rực Rỡ.